đi muộn, đi mua giấy, giấy đỏ. Mình chết đi trên này nhà kìa. Làm gì mà đủ can đảm đến đây. Coi ông Nam này, ông Nam trống lên đi, mẹ con để vầy á. Ông bảo ông Nam là ông mang mê bảo ông Nam là trắng mà. Rồi kéo lên đó. Chiều qua. Ông bảo ông Nam là đang nào vậy thôi, đã kéo đoàn lên đây rồi thì không phải lo cái gì cả. Gọi ông Nam lên để ông họ trống. Nơi đâu rồi? Về nhập niệm em mày đây. Đưa lên đây lời ơi. Về nhập niệm em mày đưa lên đây. Lần ba này đây đây. Rồi về tí nữa đã đăng ký nữa các miệng rồi năm đầu. Chuẩn cứ phải vậy. Chiếm là cái thằng giám đốc nó còn xuống không? Nó giải quyết cho chúng ta không? Công lý cho các cháu không? Để cho người xuống mà nói chuyện với gia đình, cái buồn với gia đình. Chuẩn luôn. Nặng lắm không là chẳng nói đéo gì, trong nhà mất một mạng người không phải ít đâu. Một cái người chết là vậy còn mấy đứa trẻ như này. Nó theo đến mẹ tí nữa, một tiếng nữa vào bắt cái thằng tiêm gây mê hôm qua. Tất cả anh em theo vào đi mẹ mẹ đúng mặt thấy luôn cổ đây. Bắt. Bây giờ cái người có đức có tài thì không được vào để chữa bệnh cho dân. Đập con lông cháu ra cái lắm tiền lắm của đút vào. Xong rồi là giết người. Bây giờ con lông cháu ra nó lặng tiền. Các con các cháu tôi nó học giỏi nhưng mà nó không có tiền. Vào làm sao được bệnh viện. Mẹ số 55 ở nhà đây. Số 5 á. Chưa số 5 á. Ai? Anh gọi đội trống rồi anh gọi hết lên. Đến đây mà lực lượng đứng lực độ đứt lắm được đến đây mà không giải quyết thì mai giải quyết ai? Lấy như thế này mà không giải quyết thì mai giải quyết ai? Cho lên là không phát hiện. Nào nào luôn.